Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028, đến Quảng trường Hồ Chí Minh tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài Người. Tham dự lễ dâng hoa hôm nay, xin trân trọng giới thiệu và kính báo với bác đồng chí Bùi Công Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn, cùng các đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028. Kính thưa các đồng chí, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn là người đặt cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc thành lập và phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam. Người thường xuyên quan tâm đến công tác công đoàn và phong trào công nhân lao động, dành nhiều thời gian để đi thăm, nói chuyện và chỉ dẫn về công tác công đoàn tại các nhà máy, xí nghiệp, lâm trường. Người đã trực tiếp ký sắc lệnh ban hành luật công đoàn, trong đó chỉ rõ mục đích của tổ chức công đoàn. Công đoàn là phải cải thiện đời sống công nhân, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của giai cấp công nhân nói riêng và nhân dân nói chung. Kính thưa anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, khắc ghi lời dạy của Người, trong những năm qua, Công đoàn Viên chức Nghệ An nói chung, Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An nói riêng đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để trưởng thành về mọi mặt, có nhiều sáng tạo trong triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực phù hợp với nguyện vọng của cán bộ, viên chức và người lao động trong ngành, chủ động tham gia tích cực trong việc đề xuất xây dựng chính sách pháp luật của ngành, thường xuyên chăm lo, có nhiều giải pháp nâng cao. Hôm nay, trước giờ khai mạc Đại hội Công đoàn Sở Văn 2023-2028, chúng con về bên Người, kính dâng lên Người lãng hoa tươi thắm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự kính trọng sâu sắc đối với tư tưởng vĩ đại và cuộc đời vô cùng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng viên công đoàn, luôn bình an, mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phù hộ cho Đại hội Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028, thành công tốt đẹp. Xin nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mãi mãi đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Người đã chọn. Với tình cảm thiêng liêng đó, xin trân trọng kính mời đồng chí Bùi Công Vinh, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn. Thay mặt đoàn đại biểu, kính dâng lãng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, xin trân trọng kính mời. Tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, phút tưởng niệm bắt. Buổi lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị sức khỏe hạnh phúc. Tiếp theo chương trình, xin mời đoàn vào bàn thờ.
thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể quý vị, hôm nay trong đại hội đại biểu Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028, rất vinh dự cho anh chị em nghệ sĩ đoàn ca múa nhạc dân tộc thuộc Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống Nghệ An được mang đến một chương trình nghệ thuật để chúc mừng và gửi tới toàn thể quý vị. Và trước lúc chương trình được bắt đầu, xin được thay mặt cho cán bộ nghệ sĩ diễn viên toàn đoàn trân trọng gửi tới quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào kính trọng nhất. Và sau đây chúng ta cùng đến với chương trình nghệ thuật gồm các ca khúc bài ca Công đoàn, Tuổi xuân dân đảng, Bác Hồ một tình yêu bao la, Hạnh phúc người chiến sĩ văn hóa và Nghệ An vươn khơi của các tác giả Đỗ Hồng Quân, Đỗ Dũng, Thuận Yến, Quách Mộc Lân, Thanh Hải và nghệ sĩ tố An Ninh, biên đạo múa nghệ sĩ tố Đức Nghĩa, nghệ sĩ tố Quỳnh Thương. Chương trình do các nghệ sĩ diễn viên đoàn ca múa nhạc dân tộc Nghệ An thuộc Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống biểu diễn. Chương trình xin phép được bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tôi đã có dối trong tim, dù trong đêm đen hay nắng ban trang, nào đã sắp ta vượt qua một dòng đường xa. Từ đầu tay kia thắm máu anh linh, vượt qua gian lao biết mấy hy sinh, để cho ngày hôm nay non sông trôi xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ta xây dựng nước. Tổ chức Đại hội Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028. Về tham dự và chỉ đạo đại hội hôm nay, thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin trân trọng giới thiệu các quý vị đại biểu. Đại biểu Liên đoàn Lao động tỉnh xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Công đoàn viên chức tỉnh trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Công Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh. Đồng chí Đào Thanh Mai, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh. Cùng đồng chí Trường Tịch, Văn phòng Công đoàn viên chức tỉnh, đại diện lãnh đạo phòng PA03 Công an tỉnh Nghệ An. Về phía Sở Văn hóa và Thể thao, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Thị Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở. Trân trọng giới thiệu các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, lãnh đạo Sở, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Khu vực Thanh niên trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao. Đặc biệt, đại hội chúc mừng được trao đón 76 đại biểu chính thức của đại hội, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, tâm tư tình cảm của hơn 330 đoàn viên công đoàn trong toàn ngành về tham dự đại hội. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa đại hội, Ban Thể thao nói riêng vừa là diễn đàn chính trị quan trọng để đoàn viên quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác, nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra, đồng thời bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội có quyết liệt, hành động và hiệu quả. Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn Sở, vì vậy chúng tôi mong rằng mỗi đồng chí đại biểu sẽ phát huy được đại hội. Với tinh thần đó, thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin tuyên bố khai mạc Văn hóa và Thể thao lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028. Kính chúc quý đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Chúc đại hội chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội, được sự phân công của đoàn chủ tịch, sau đây tôi xin đọc tóm tắt báo cáo của Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao tại đại hội Công đoàn khóa 1 nhiệm kỳ 2023-2028. Về chủ đề đại hội, khát vọng, cống hiến, quyết liệt, hành động, hiệu quả. Phần thứ nhất, tình hình cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2022. Về tình hình cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, từ năm 2017 đến năm 2022, Sở Văn hóa và Thể thao có 9 công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Viên chức Nghệ An. Đến cuối năm 2022, Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao được thành lập có 9 công đoàn cơ sở thành viên với 330 đoàn viên, tổng số đảng viên là 203 người, chiếm 61,5% trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thuận lợi, nhiệm kỳ qua diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước tác động tích cực đến mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị, phong trào hoạt động của công đoàn. Đồng thời nhận được sự quan tâm chỉ đạo cũng như tạo điều kiện cho hoạt động của công đoàn từ Công đoàn Viên chức Nghệ An, Đảng ủy Sở, lãnh đạo Sở và chi ủy lãnh đạo các cơ quan trực thuộc. Khó khăn, ngành văn hóa và thể thao tham đa lĩnh vực, nhiệm vụ, chuyên môn tăng nhiều, kể cả đột xuất cũng như chuyên môn, yêu cầu về chất lượng tham mưu ngày càng cao và kịp thời về mặt thời gian, trong khi đội ngũ cán bộ, công chức, công đoàn hoạt động kiêm nhiệm, đoàn viên công đoàn chưa tích cực trong các hoạt động. Kinh phí hoạt động công đoàn chủ yếu từ nguồn thu công đoàn phí, nên ảnh hưởng nhất định đến phục vụ các hoạt động phong trào. Về tiền lương, thu nhập bình quân của đoàn viên công đoàn chủ yếu là lương bình quân khoảng 4.925. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ bản được trang bị các phương tiện làm việc đảm bảo. Số ủy viên Ban Chấp hành hiệp hết có trách nhiệm hoạt động trong hoạt động công đoàn. Hai lớn, kết quả công tác điều hành chỉ đạo và điều hành thực hiện nghị quyết sau hội công đoàn cơ sở ngay sau khi thành lập. Kính thưa đại hội, trên đây là phần phát biểu tham luận với chủ đề nâng cao chất lượng hiệu quả phối hợp giữa công đoàn và chuyên môn trong việc chăm lo đời sống vật chất các tầng lớp nhân dân Nghệ An. Xin kính chúc quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Đoàn viên có biểu hiện khá xuống về phẩm chất chính trị, đạo đức,
có những hành vi tiêu cực, thậm chí vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng không nhỏ tới danh dự, uy tín và sự phát triển chung, đồng thời có ảnh hưởng xấu tới xã hội. Biến chất phức tạp, những ban chấp hành công đoàn, ban chấp hành đoàn thanh niên phối hợp rất là nhịp nhàng để xây dựng các kế hoạch cụ thể, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, xây dựng khối đại đoàn kết trong cơ quan ngày càng vững mạnh, tham gia các hoạt động xã hội cụ thể như sau: có tư tưởng ổn định, an tâm công tác, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua. Ban là một tổ chức chính trị xã hội có chức năng chăm lo bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp chính kiêm nhiệm, nhưng đã cơ bản phát huy được vai trò, tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, làm phong phú đời sống tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hàng năm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành đáp ứng yêu cầu, góp phần xây dựng đảng bộ, cơ quan, đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao, nghị quyết Đại hội Công đoàn và các cấp đề ra. Tuy nhiên, hoạt động công đoàn là một nhiệm vụ tương đối khó, có tính chất kiêm nhiệm nhưng vẫn phải đảm bảo đúng điều lệ, đúng tôn chỉ, mục đích của tổ chức này. Và đối với ngành văn hóa thể thao so với các ngành nghề khác, với tính chất đặc thù nên hoạt động công đoàn càng khó. Về thành phần, công đoàn chúng ta có cả công chức, viên chức, người lao động. Về chuyên môn, chúng ta là cơ quan đa ngành, đa lĩnh vực, khối lượng công việc nhiều, đặc biệt là tính độc lập tương đối đặc thù, chuyên môn của các phòng đơn vị gắn với vị trí việc làm của từng công chức viên chức. Rất chia sẻ với Ban chấp hành Công đoàn Sở về điều này. Thưa toàn thể đại hội, nhiệm kỳ 2023-2028 có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động của tổ chức công đoàn, song hành với một giai đoạn phát triển mới của ngành văn hóa thể thao, đồng thời cũng tiềm ẩn những khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi tổ chức công đoàn cần tập trung đổi mới toàn diện, nội dung, phương thức hoạt động, thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên nhằm xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ, tham gia xây dựng đảng bộ, cơ quan, đơn vị ngày càng lớn mạnh để hoạt động công đoàn thực sự thu hút được đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia, để tổ chức công đoàn thực sự là tổ chức đại diện, là tổ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, là cầu nối giữa cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với lãnh đạo ngành. Thay mặt lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao, tôi đề nghị Ban chấp hành Công đoàn Sở rút kinh nghiệm, vượt lên những khó khăn, phát huy năng lực, tinh thần nhiệt huyết của một công đoàn trẻ, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây. 1. Thiết thực quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên, lấy lợi ích đoàn viên là một trong những mục tiêu quan trọng để tập trung thu hút cán bộ, công chức, người lao động. 2. Thường xuyên chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thích ứng với tình hình và yêu cầu thực tế, đặc biệt là trong công tác đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên thông qua thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chấp hành nghiêm các quy định về thực hiện chế độ chính sách của người lao động như hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tuân thủ nghiêm thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và các chế độ phúc lợi cho người lao động, bám chặt hoạt động công đoàn với đặc thù hoạt động chuyên môn của cơ quan, của ngành để tổ chức các hoạt động công đoàn phù hợp, thiết thực. 3. Đổi mới hình thức, nội dung công đoàn, tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, đa dạng hóa các hoạt động để huy động, đồng viên, thu hút đoàn viên tham gia, đồng thời nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong các hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ công đoàn, lấy kết quả hoạt động, sự tham gia của đoàn viên làm thước đo cho hoạt động của tổ chức công đoàn, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong công chức, viên chức, lao động phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị,
đặc biệt là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, giỏi việc nước, đảm việc nhà, vân vân, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm tạo động lực cho đoàn viên, công chức, viên chức lao động phấn khởi thi đua làm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị. Với những kết quả đã đạt được của thời gian qua, tôi tin tưởng và hy vọng rằng tập thể cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động Sở Văn hóa Thể thao sẽ đoàn kết, thống nhất, tiếp tục sáng tạo, đổi mới, quyết tâm tổ chức các hoạt động công đoàn hoàn thành xuất sắc nghị quyết Đại hội Công đoàn Cơ sở Văn hóa Thể thao nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra. Cuối cùng, xin kính chúc sức khỏe các đồng chí quý vị đại biểu, các đoàn viên công đoàn, cơ quan sở, chúc ban chấp hành nhiệm kỳ tới sẽ luôn luôn đổi mới, đột phá để công đoàn của cơ quan sở thực sự là một mái ấm, cổng yêu thương, trừ ganh ghét, nhân nhân nghĩa, chia sẻ trách nhiệm. Xin trân trọng cảm ơn. Xin thay mặt đoàn chủ tịch và đại hội xin trân trọng cảm ơn lời phát biểu chỉ đạo của Đình Mẹ Anh. Sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đoàn Sở Văn hóa và Thể thao vừa được thành lập, lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của công đoàn viên chức, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Công Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh. Tất vinh dự về dự đại hội công đoàn Sở Văn hóa Thể thao nhiệm kỳ 2023-2028. Thay mặt cho các đồng chí trong ban thường vụ, xin trân trọng gửi đến các vị khách quý và vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo của sở lời chào trân trọng, chúc cho đại hội chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí, ban thường vụ cũng là một chức đánh giá rất là cao vai trò trách nhiệm của các đồng chí trong ban chấp hành khóa một đã lãnh đạo chỉ đạo về tổ chức đại hội công đoàn theo đúng tiến độ của công đoàn chức đề ra. Tổ chức lãnh đạo chỉ đạo đại hội cũng là cơ sở thành viên đúng tiến độ. Đến hôm nay chúng ta đã hoàn thành công tác chuẩn bị để tổ chức đại hội công đoàn cơ sở, và tổ chức đại hội của chúng ta hôm nay rất là trang trọng, rất là trang nghiêm, thể hiện một sự kiện chính trị của tổ chức công đoàn tại cơ sở. Các tham luận của đồng chí phát biểu đã đi vào những vấn đề mà tổ chức công đoàn quan tâm, hoặc là những vấn đề đoàn viên quan tâm đối với tổ chức công đoàn. Điều đó cũng thể hiện được trắc trở của đoàn viên đối với lượng mạnh của tổ chức công đoàn để đối với những đóng góp của công đoàn cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong thực hiện chăm lo đời sống cho đoàn viên. Tôi cũng đồng tình rất là cao về những đánh giá báo chí về những mặt được, những mặt chưa được. Trong báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành cũng đã thẳng thắn chỉ ra những cái hạn chế, những cái chưa hoàn thiện của ban chấp hành, để rồi chúng ta lại có những giải pháp khắc phục trong những kỳ tới để đưa hoạt động công đoàn chúng ta tiến lên những cái thành tựu mới hơn. Với thời gian hoạt động của chúng ta lâm thời, chúng ta bắt đầu hoạt động từ năm 2022 và đến nay thì cũng đã hơn một năm. Tuy rằng là thời gian lâm thời chưa được nhiều, nhưng mà cả đồng chí trong ban chấp hành rất là năng động, nhiệt tình triển khai hầu hết các chủ trương nhiệm vụ của ban tổ chức được triển khai rất là đầy đủ, rất là có trách nhiệm. Từ việc tổ chức tiệc chung vầy, tiệc chung vầy lúc đầu thì công đoàn chức đã tập trung chỉ đạo những tổ chức, nhưng sau đó hoạt động này đã lan tỏa đến tất cả các mạng xã hội biết. Điều đó có thể rằng là những hoạt động đó nó thể hiện được cái sự mong muốn của đoàn viên trong xây dựng, trong chăm lo. Về các hoạt động của công đoàn chúng ta tổ chức cũng rất là phong phú đa dạng, từ việc tổ chức giải thể thao nội bộ, đến tổ chức giải đi dặm, rồi để tổ chức hoạt động cứu thú chăm lo cho con của đoàn viên, cũng là tổ chức rất là bài bản, thể hiện trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên của chúng ta. Đặc biệt là trong phong trào thi đua, các đồng chí đã tham mưu cho lãnh đạo sở để trình hội đồng ban hành những chính sách, như ý kiến của đồng chí Nguyễn Xuân Hiếu
những chính sách đối với huấn luyện viên, những chính sách đối với nghề nhân vệ sinh cũng đã góp phần tạo động cơ thúc đẩy sự công hiến của các đồng chí trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, với những chính sách trong xây dựng văn hóa cơ sở, trong phát huy di sản bảo tồn cũng đã có những bước tiến để rồi chúng ta gắn với đó là thực hiện những chính sách phát triển kinh tế trên cơ sở của di sản. Nhiệm vụ chính trị của các đơn vị của công đoàn cơ sở thành viên cũng đã khởi sắc và đẹp đẽ mới. Gần đây cũng có thể ra những hoạt động của trung viện, của quảng trường, của trung tâm văn hóa, rồi của các đơn vị bảo tàng đã có nhiều hoạt động rất sôi động, số lượng khách các đoàn đến vào bảo tàng rất là nhiều. Và như chúng ta thấy gần đây ở quảng trường rất nhiều hoạt động tổ chức có thể hiện ra nơi trung tâm văn hóa của tỉnh. Điều đó nó thể hiện sự trắng trợn, sự năng động của mỗi đoàn bộ đoàn viên chúng ta trong tham mưu để rồi đã tổ chức thực hiện. Đặc biệt là trong năm 2022 thì cái phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị cả năm và lễ hội Lạc Sen đã có thể lại nhiều điều rất là quan trọng của việc chuẩn bị nhân sự. Ban chấp hành công đoàn đã thực hiện các bước theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động. Đại biểu nào không nhất trí ạ? Của Ban chấp hành công đoàn cơ quan sở văn hóa thể thao nhiệm kỳ 2023-2028 như sau. Căn cứ điều lệ công đoàn Việt Nam và hướng dẫn thi hành điều lệ công đoàn Việt Nam, thay mặt các bầu cử nguyên tắc thể lệ ban bầu cử ban chấp hành công đoàn sở văn hóa thể thao nhiệm kỳ 2023-2028. Một, về nguyên tắc bầu cử, đại hội tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín. Đối với phiếu của ban chấp hành công đoàn sở văn hóa thể thao nhiệm kỳ 2023-2028 do số lượng ứng cử đề cử ít và ô đồng ý, và nếu không tín nhiệm thì đánh dấu ít và ô không đồng ý. Mời cho phải mua.
biến phức tạp của đời sống kinh tế xã hội với nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, nhưng với tinh thần đoàn kết, đồng lòng dưới sự chỉ đạo của Ban chấp hành cấp thời Công đoàn Sở Văn hóa Thể thao Nghệ An đã vượt qua khó khăn, thách thức, gặt hái được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các hoạt động xã hội đạt nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, 9/9 công đoàn cơ sở thành viên đã tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan theo nghị định số 04/2020. Mặt khác, luôn quan tâm đến gia đình, những người chồng, người vợ, người con yên tâm với người thân của mình đã đi công tác xa trên lĩnh vực đặc thù này. Có những lúc cán bộ công đoàn đã phải thức suốt đêm để giúp đỡ các gia đình có sự cố bất thường xảy ra. Hoạt động văn hóa cơ sở cũng đòi hỏi xin được xem công đoàn là gia đình để trao đổi với lãnh đạo sở, thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức công đoàn một số nội dung liên quan đến các công đoàn viên hoạt động về mảng văn hóa cơ sở như sau. Thứ nhất, cần có những cơ chế mới về vật chất, về tinh thần để động viên khuyến khích cán bộ làm việc. Cơ chế vật chất đó có thể là hỗ trợ thêm kinh phí ngoài tiền lương trong những ngày đi công tác thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết, buổi trưa, buổi tối. Cơ chế về tinh thần đó là những đồng cảm, chia sẻ từ đội ngũ cán bộ công đoàn, từ lãnh đạo đơn vị đối với cán bộ làm việc thường xuyên phải đi cơ sở và chính gia đình của họ, tự tin khi hoạt động tại cơ sở. Thứ ba, công đoàn cần tham mưu cho bộ phận chuyên môn phân công hợp lý trong lịch trình đi công tác đối với từng cán bộ, chú trọng đến giới tính để chia sẻ báo cáo về hoạt động văn hóa cơ sở và nâng cao chất lượng chuyên môn. Thì còn thật nhiều điều để nói. Tôi sẽ hồi 75 đại biểu, tổng số đại biểu chính thức tham gia bỏ phiếu 75 đại biểu. Đại hội đã quyết định số lượng đại biểu đi dự đại hội công đoàn viên chức tỉnh Nghệ An lần thứ 5 nhiệm kỳ 2023-2028 là 6 đồng chí. Đại hội đã thống nhất danh sách bầu cử gồm 6 đồng chí như sau: đồng chí Trần Thị Minh Hạnh, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao; đồng chí Bùi Công Vinh, chủ tịch công đoàn; đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, phó chủ tịch công đoàn; đồng chí Hoàng Nghĩa, hữu nghĩa công đoàn trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao; đồng chí Trần Hoài Nam, công đoàn trung tâm văn hóa tỉnh; đồng chí Lý Thành Vinh, công đoàn trung tâm nghệ thuật truyền thống. Trong đó ứng cử 0 đồng chí, đề cử 6 đồng chí. Tổng số phiếu ban bầu cử xảy ra 75 phiếu, tổng số phiếu ban bầu cử thu về 75 phiếu, số phiếu hợp lệ 75 phiếu, số phiếu không hợp lệ 75 phiếu. Kết quả kiểm phiếu. Thank you.